Gà luộc chín rồi. Trời ơi, chồng đít nó lên trời. Wow, cái này là rời sụn đấy chị nha. Chảy nước miếng. Chảy nước miếng nhỉ, ngon nhỉ. Mời cả nhà nhá, em mời cả nhà nhá, em mời anh chị ạ. Mọi người dùng đi nha, em mời cả đại gia đình. Wow. Chắc là đổ lắm. Mời cả nhà nhá. Ui thơm á. Thế là em nghe hai cái đùi đấy. Hello cả nhà, mấy anh em thì là chuẩn bị có cái đặc sản đi ạ. Đi sinh tồn anh nhỉ. Đó là bây giờ anh Toàn có đặt gà thì mấy anh em mình đi mua gà nhé. Và đây là mình có như bà chủ quán cắt cho mình cái đầu cái chân rồi nha cả nhà. Cái này là gà nhà chạy bộ đấy, gà thả đùi chạy về lên cả. Gà ta. Gà ta. Đấy, mình sẽ mua mấy con này em nhỉ. Rửa sạch đi đã chị ạ. Mua mấy con này nhỉ. Ba con. Đủ má cây bảy chỗ mà. Lát nữa là đi mua hai con cá nữa. Vâng. Nướng luôn. Và tiếp theo là Mon tiếp tục là đi mua heo quay ở cơ sở của anh Toàn quay nha cả nhà. Đây là tiệm heo quay có cổ phần của anh Toàn đây. Chỗ luôn. Chủ anh Toàn là chủ đây. Nhưng mà trước khi bước vào là người lấy cái mùi thịt nướng rồi đấy. À, thịt ba chỉ. Cái này là ướp sẵn rồi đúng không anh? Ướp sẵn xong là nướng ạ. Đúng rồi. Wow. Ngon quá. Em là muốn bày đi được anh này. Được em ơi. Để thưởng thức cái gia vị. Giòn quá. Sớm quá. Này nhìn cái da heo này chị nha. Wow. Rồi, đây bên Mon ơi. Quay đồ đi đau kìa. Đã nha. Chặt miếng này dày như vậy luôn em ơi. Bụp luôn. Bụp luôn này. Bụp luôn. Cái này to luôn. Rồi. Rồi. Đây. Đây, mời mọi người tắm vô đi ông. Wow. Đây là anh Tuấn Hưng. Cái chấm. Đây chị nghe làm miếng chị nghe. Dạ cảm ơn em. Nghe làm miếng này ngon này. Cái da heo này. Không cần đâu. Đây chị em. Đây yo, xuống nhá anh em. Em mời cả nhà, em mời anh. Ngon quá. Chúng ta heo giòn rụm luôn. Ngon. Cái này là cơ sở mình ở đâu anh Toàn nhỉ? Đây ở thị trấn Vị Xuyên. Ở thị trấn Vị Xuyên, đường trên đường luôn. Đường trên quốc lộ 2, đường đi Hà Giang, Hà Nội. Dạ. Cách thành phố Hà Giang 20 km. Anh Toàn có 4 cơ sở. Đúng cơ sở. Wow. Quanh thành phố huyện. Mai cho em review nha. Ok. Bữa nay là bé Mon đi trải nghiệm sinh tồn. Còn mình thì má sẽ sinh tồn, chuẩn bị pha ke rồi kìa. Ngon. Chuẩn bị đồ sẵn rồi đem đi chỉ việc nướng và ăn nhậu. Ngon quá. Tuyệt vời quá thôi. Sinh tồn miếng mà mở thôi. Đi picnic. Đúng rồi, đi picnic. Hai người mới chịu cơ. Hai miếng mới chịu thôi. Ngon. Một miếng không chịu đâu. Ngon quá. Vô cánh Toàn ơi. Vô. Cái nước chấm này cũng ngon đúng không? Ngon không? Đây anh em mình rất vào lên đường ha. Ăn miếng đi. Ok. Đây. Nó mình nữa không đi nhá. Wow, đây là chuẩn bị của anh Toàn.
vâng, mỗi cái thằng người đến thôi. Cái gì chứ? Có. À, anh phải nói là cái gì chứ? Còn đồ nhậu bia bọt là anh không thiếu. À, cái gì chứ đồ nhậu bia bọt anh chỉ không cần vác người thôi. Ồ, mà đường xuống này rất là dễ thương này cả nhà. Chỉ cần vác mỗi cái người thôi. Mang thêm bộ đồ thay là ngon rồi anh nhỉ. Wow, đẹp thế. Anh ơi, đẹp vậy. Rất ngủ chủ ức trong này mà. Vâng. Có cái cầu, cầu khỉ này. Wow. Trời ơi, món thích như vậy lắm nè. Wow. Vui không chị Nga? Quá vui luôn. Đẹp quá. Anh còn vẫn còn nở nụ cười. Vác thùng bia. Ôi có võng cho nằm nữa này. Có. Ôi vui vậy. Thấy cái này. Wow. Đẹp quá anh ha. Đường đi cũng đẹp nữa. Ôi đã chưa. Đây đây đây, ôi anh nằm. Thanh niên. Wow. Thanh niên mới đến nơi nằm luôn. Rửa rau dưới suối luôn rồi mà. Wow. Theo như lời của cô Phương nói là chỉ vác mỗi thằng người lên thôi. Bây giờ nướng luôn rồi. Quay đá ngâm bia ở dưới nước. Ôi đúng rồi đấy. Ngâm bia xuống đi. À. Coi chừng nha em. Cầm chắc vô nha, mày té cái là mất vui đấy. Tôi mà trèo với điều kiện dưới nước thật sâu thì tôi nhảy xuống luôn, chính mình xuống nó phải bò xuống. Mình nhà treo lá cây mình nhảy xuống nước nha. Thông minh. Rồi, ok, ném xuống. Chụp chụp Hưng ơi, chụp. Thông minh nhưng mà lấy xong thì cũng lấy xong rồi. Báo thủ nè. Cái mục. Cái này để làm đồ để nướng. Sao bên này nó không trèo, bên này trèo dễ hơn. Rồi được rồi, xuống đi, té đây. 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 Quả này quả gì ấy? Quả không biết ạ. À? Đây là quả gì anh? Quả sổ. Quả sổ. Đâu, đây cháu có cái em Nga Sumo ấy. Cô biết em Nga Sumo thế nào không? Cái này không bẻ được đâu. Ngon. Đấy, thì em vâng, để còn quay review các gì nữa. Ừ. Cô có ở đây không? Chưa. Cháu chơi cả ngày. À vâng vâng, bọn cháu chơi chiều cô lên ra giao lưu một tí nhé cô nhá. Kiểu chua chua chát chát. Ngon lắm. Nghe không biết ăn. Nhất trước đi. Đúng rồi, nhất nhất. Nó bị thâm rồi. Cô bảo là bác mỗi những người mới lên. Hôm nay anh mới là... Anh theo dõi bọn em lâu rồi nhưng mà hôm nay lại tự nhiên lại được gặp. Chị em miếng gì? Ăn quả sổ không chị? Cái sổ không? Ngày. Ai dạ. Ăn cái nào thì cho ăn cái sổ đâu. Con ạ. Thôi, em tôi tới đây. À, mang mỗi cái thằng người. Tới đây. 500 anh em tới rồi. Thơm thế. Cái này là gì anh? Gia vị ướp gà. Ôi, muối mì chính. Thơm thế. Thơm thế. Đây. Bóc của anh. Đây để đợi thì không, để một tí ướp. Dạ. Đây là phần mà anh đang ướp gà. Tại vì em thấy mọi người gọi chị là Nga đốm nên em cũng gọi theo là Nga đốm. Ờ, cứ để đây.
cứa ra gia vị được thấm anh ơi. Anh phải đẹp trai lắm nhé. Đẹp tống. Anh thấm đẹp trai. À, những cái có bên là an toàn vật quay toàn say. Dạ đúng rồi. Đầu bếp của anh Toàn. Sau video này là mình sẽ có một cái màn thử thách bên bố cửa hàng của anh Toàn Say. À, em Tống là và em một của anh. Dạ. Em ruột massage yêu. Anh đang massage cho con gà. Đúng rồi, cháy sao mà tí tóc có thì cháy hết rồi. Nó săn rồi, săn nốt đi em. Bây giờ anh em mình đang đúng vị là và là đi sinh tồn đây. Sinh tồn. Picnic. Hôm nay là bếp Mon là được đích thân anh Toàn cử đầu bếp vô để mà ướp gà, nướng gà luôn cho mấy chị em của mình thưởng thức cái hương vị đặc sản, cái vị quay của cửa hàng anh Toàn Xay. Thực ra là hai bạn này vẫn còn đang nướng vịt ở tiệm nhưng mà anh Toàn anh bắt hết lên đây. Một con này thì Nga sẽ mình sẽ vào bếp mình nấu miếng món nào hai chị em mình sẽ nấu này. Vâng ạ. Vậy cái này là lấy mua riêng mấy cái đùi luôn chị ha. Em Nga biết em thích ăn đùi, em mua thêm mấy cái đùi. Dạ. Dạ. Anh massage con gà, sắp nhiều bạn đang ước gì em là cái đùi gà anh đang massage. Giờ mình coi thử nướng với lại luộc gà cái nào nhanh hơn nha. Chắc chắn là luộc nhanh hơn rồi ạ. Dễ quá. Rồi cho Nga muốn gia vị bỏ vô không? Đây. Xíu nữa. Chưa? Rồi ok. Rồi anh đang cắt chanh, lá chanh. Cái này là mấy cái gia vị này là mấy anh mang lên đầy đủ hết. Mình chỉ việc bắt cái người lên thôi. Anh vất vả thế nhở? Rồi hai người luôn. Rồi anh Tuấn Hưng pha ke, anh Hoàng pha ke anh Tuấn Hưng nè. Xin chào bà anh. Đây anh rất thảo quá để em phạt cho anh. Wow, cho em ấy lên thớt anh ha. Anh tên là gì? Tuấn Anh. Dạ? Anh Tuấn Anh. Anh sinh năm bao nhiêu rồi ạ? Em sinh 94. Em sinh năm 98. Em 2000. Đấy, đợi trong lúc đợi cho gà nướng là chị Nga đang làm cái gì đấy? À, làm ly uống sinh tồn. Ly uống bia chị cái này sức sức hết cả mồm. Tí là tỉa sau rồi bây giờ cắt ra mình đo bằng nhau mình tỉa. Cứ vậy luôn đi. Cái này là được được một lon đấy anh nhỉ? Không được đâu. Không được à? Nửa lon thôi, đá vô nó. Ôi cha. Là... Mấy người? Chưa biết để lượm thêm. Đây. Sao lại khách cực cơ mà lại phi thường thế được? Đây có chị Nga. Anh mới nhìn thấy anh được trực tiếp gặp em ấy. Thì anh xem. Yo. Yo, cái này là thực hiện thử thực đâu chị Nga vừa mới cắt xong nên Mon sẽ thử trước. Coi chừng thành mà Mon sức môi á. Thì lỡ mà có rách mồm thì mấy anh đừng có thử nhé. Anh bá cho. À thế à? Ai cũng bắt gì về này nọ chứ bộ. Cho miếng đi. Dạ. Cho miếng đi. Cho miếng đi. Cảm ơn nghe. Đã. Uầy, gà gần chín rồi đấy. Có đầu bếp nó khác hẳn anh nhở. Mọi người trong lúc chờ đợi. Phải xịt nước vào anh. Giảm nước nhiệt. Cháy. À, xin nước vào là giảm nhiệt. Vậy mà ngày xưa em không biết bảo sao, em không biết là em cứ cho máy quạt vào thổi. Thế là vâng, đúng rồi anh, em nướng chim cút, nướng chim nó đen xì lì. Bản thân, bạn học của mình
Yeah, bạn ơi, lâu rồi không gặp. Xinh gái không anh? Bạn cảm thấy đàn anh của tớ hùng hậu không các bạn? Chào em nhé. Bảo bà bồ. Bạn ơi, không có mặc quần áo đâu đi. Mặc quần áo lắp tớ là cũng sống đây. Đây, chị Nga sumo luôn. Tôi biết là bạn ở trong làng. Ở trong làng tôi có đầy đây. Kiểu như này này. Đây gà luộc chín rồi. Trời ơi, chồng đít nó lên trời. Miếng này con rửa qua không chị Nga? Đóng gói bao bì như vậy. Sinh tồn mà, ăn đi là còn tồn. Ăn đâu ngủ. Ăn mới ngủ chưa? Cũng không được. Wow, cái này là rời sụn đấy chị Nga. Chả nước miếng. Chả nước miếng nhỉ, ngon nhỉ. Cái này là rời sụn của nhà chị Phương luôn hả chị? Yo. Nóc bia. Wow. Âm thanh của hạnh phúc. Thực ra là có cốc của nhà nhưng chị Nga, chị Nga mất công cắt. Dạ, uống bia phải có bọt mới ngon. Rồi, được cái trưởng. Kể nhà mình ơi. Ơi. Một, hai, ba, rô. Hai, ba, rô. Hai, ba, bốn. Ôi trời ơi. Ôi trời. Hey à. À, đây là giới thiệu bếp mon, đây là gà chị Nga luộc. Dạ. Còn gà nướng rồi. Và đầu bếp vô. Đây, đây. À, bây giờ là mà đũa đâu? Đây. Đây ạ. Đây ạ. Đang ở đâu anh nhỉ? Dạ đũa đâu anh? À, đây đũa đây. Đây 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 đây, đũa đây. Đũa đây. Đây. Đây rồi, giờ bắt đầu gấp đũa nha. Rồi, cho anh xin đúng tờ giấy đi đó. Dạ. Cho xin. Rồi, lau tay em. Ui, đây là đĩa đây, đĩa đây. Chuyên gia đây anh. Đây gà nướng nha. Đầu tiên. Mình là mình lau tay rồi. Tại sao cầm kỳ vậy chị Nga? Đây đũa gấp mà. Đây Mỹ Linh. Bé Mon. Dạ em xin. Cây nhà lá vườn đi. À bé Mon là tí review cái đôi đũa nha. À, cái đùi nha. Ôi trời, cái này cho bạn em nhé. Cái bên này đi. Đây hai bạn, hai bạn gái. Đây. Bé Mon thử chấm cái. Chị Phương đây. À đây chị Phương đây. Đây của chị Nga đây, để em lấy của chị Nga đây. Ấy. Cái này à, tình cảm đi xuống à, anh nào. Ồ, món rồi sụt của mình này cả nhà. Tình cảm đi xuống mất rồi. Món rồi sụt chín rồi đó. Rồi. Hấp dẫn chưa? Ui, thơm quá. Rồi, bé Mon thử chấm vô cái chấm chéo này coi. Dạ, cái xin phép của nhà là mình không ăn da nhé. Review cái này đi nha. Anh Hoàng ăn da à? Linh với mọi người ăn dạ. Nha, này. Đây. Đây, anh Hoàng đây. Da đây, da của anh đây. Ok, ok. Đấy, chị Nga lại mất miếng da rồi đấy. Cái này có mặn không ta chị? Chấm chéo đấy, anh thử coi. Mời cả nhà nhá, em mời cả nhà nhá, em mời anh chị ạ. Mọi người dùng đi nha, em mời cả đại gia đình. Vâng. Chắc là đổ đâu, đổ nghe lắm. Chấm ngập vô. Thần thánh, có người em lấy cho mọi người. Đây, bên đây có hết rồi. Chấm ngập vô. Cho ra đây cái này, một ít này. Đây, cái này. Đây ạ. Wow. À, chấm ngập vô, chấm ngập vô. Dạ. Dạ. Không không. Ừ. Ăn bữa nay ngon thế. Mình ăn được là ngon thế. Cảm ơn em. Vô vô vô. Đi em mình vô cả nhỉ. À, mình lên nha. Mấy em đầu bếp vào rồi. Vô đi. Ơi, vô nào. Một.
1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2,
bạn đầu bếp nè, rất là vất vả, cảm ơn. Đây, cảm ơn hai anh nhiều. À, em tên gì? Anh Tuấn Anh. Nguyễn Tuấn Anh. Anh tên là anh Tuấn. Anh Tuấn, Tuấn Anh, anh Tuấn. À, tên đẹp thế, người cũng đẹp nữa. Quá là mát chưa? Quá tuyệt vời. Wow. Mình cũng xin phép ăn miếng gà. Dù ngày hôm qua mình có một quá trận. Chuyển thôi. Vô đi cả nhà. Mình cũng xin phép là em chấm miếng chấm chéo. Thèm lắm. Này, chấm như vậy nè. Mà pha được cái chấm chéo này xuất sắc luôn ý. Mình chơi em. Chị Nga cũng thích ăn da. Anh chia tay với mọi người. Nó chỉ chia tay em. Đây, đừng chia tay em mà. Phần ngon nhất của con gà chứ Nga. Wow. Ngon. Sốt trái. Ăn đi với Linh ơi. Và đây là mình giới thiệu với cả nhà. Đây là bạn Linh, bạn học của Mon. Bằng tuổi Mon luôn. Nhưng mà nhìn bạn ấy thật là trẻ con, nhìn Mon thì là già. Tôi cay vừa phải, nó không cay quá đâu mà. Cái này ớt không mà. Wow. Linh là bằng tuổi với Mon luôn hả? Là bằng tuổi luôn chị ạ. Bạn học với nhau ở Hà Nội. Đâu cái này là ớt không à? Ngon ghê luôn á. Sao cam trải nghiệm này vui không Mon? Trải nghiệm em hôm nay khá là đặc biệt và vui. Tại vì lần đầu tiên, là đúng rồi ạ. Tại vì lần đầu tiên mình được đi trải nghiệm một nơi nó khá là thú vị này, có nhiều cây xanh và dòng suối mát như vậy. Lát nữa Mon sẽ đi xuống bơi bơi. Bơi bơi đây anh. Dạ đúng rồi. Em xin ạ. Mọi người dùng đi mọi người. Chào lúc nãy Mon có mua ở trong siêu thị. Mon đã tự pha nhỉ. Tự pha cho mình cái đĩa của Mon. Bắt chanh rồi. Chào lừa anh của đấy à? Chị Nga thấy sao? Chưa biết vị. Chưa biết vị à? Lát nữa thử nhá. Trời ơi, anh nè Linh ơi, làm con gà nướng em, đùi gà. Linh Linh nào? Út nhà. Bạn em dễ thương không chị Nga? Cái tên là Hưng. Chị Nga chấm thử đi. Ok. Mời đại gia đình nha. Còn vui. Chấm chéo khô. Chua quá. Em ăn lên. Chua à? Em cảm tại vì mình thích ăn chua. Em bẻ gà. Em học cách bẻ gà của chị ấy. Một hồi đi luôn cái móng. Thôi không sao. Sao? Quá hơi chua. Em tên là Út Lanh ạ. Út Lanh. Tên thật em là Út Lanh. Út Lanh. Ok em, anh tên là Toàn nhá. Em thấy quen lắm. Anh nhìn em quen lắm. Anh Toàn chưa có người yêu nha. 18 tuổi cộng. Có vợ anh Hoa. Dạ. Em mời hai anh đầu bếp. Cảm ơn hai anh. Hôm nay hai anh vất vả quá. Dạ. Ôi ơi, anh ơi, em còn nhỏ lắm, anh ơi, tổn thọ mất. Nhưng mà chị là ngoài Bắc chứ. Đúng rồi, em là người Bắc. Em người Yên Bái. Dạ. Bạn chấm ngon lắm bạn. Mình lúc đầu nhìn thấy Nam nhìn thấy giống một ông cháu của em. Chị Nga dùng đi chị Nga. Nhưng cho anh nghe đấy, chất giọng và cách thuyết trình, cách làm việc thì lại rất là chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp cực kỳ. Đỉnh. Đây. Hay, xem giọng rất là nhẹ nhàng. Cảm ơn anh ơi. Anh Hưng ơi. Tống Anh, anh Tống, anh Hưng. Mọi người làm cái đùa đây. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn. Tại thời điểm nhìn mặt, rất là nghịch. Anh cắt đôi rồi. Ai da. Phao câu ở đâu lấy cho thằng em cái phao câu nhỉ? À thằng nó không có câu ở đây nhiều lắm. Ôi cái này cắt nhỉ. Đây đây là hai bạn. Anh Toàn, anh Hoàn ơi, hai bạn chia nhau cho tình cảm nhé. Đây đây ngay gắp cái phao câu cho em Thành nè. Dạ. Ở bên này giấu. Đây đây đây. Đây, đây đây đây.
hai bát thôi. Là cái này như kiểu là chị Nga không thích lắm đâu nhá, nên là ăn một hai cái thôi. Ăn một cái thôi. Ôi ở đây á, vô nha. Là nó là gió thiên nhiên, cái gì nó cũng là thiên nhiên. Ôi lâu lâu có con gió màu cồn nó vô. Vô nào. Đợi anh ơi, hôm nay hai đầu bếp luôn. Đây đây đang đợi anh Tuấn. Đằng sau em này. Nhưng mà tay tớ hơi dơ vào. Đây bên này đá cho đá này. Vô. Nào. Bắt gì? 1 2 3 Rô 2 3 4 2 3 Tròn. Tròn nha. Bắt tay hết luôn nè. 2 3 Đấy. Bắt trước bỏ. À xáy nhép xáy nhép. Đây đây đây. Dạ. Đây bạn của bạn đây. Này. Chị ăn da gà. Ừ. Nó là bếp nướng. Bây giờ hai chị em cắt đôi đi. Chơi. Em rửa chị nửa. Bẻ luôn. Bẻ luôn. Cái nào nhỏ nhất à? Đây. Cái này nhỏ nhất à? Ăn gà được với chị mình nha. Ngon chị. Mời cả nhà nhé. Ui thơm á. Thơm nhỉ. Ngon chị. Được cảm ơn rồi. Vô. Gà nó nhanh ghê luôn á. Mon xin phép là Mon xé nha, tại vì gà chạy bộ, Mon sợ bộ nhá của Mon không chắc chắn như chị Nga đâu. Không có vẻ là nướng như thế này, ăn bắt bây giờ thì phải. Anh em nhí nhờ. Hết nha anh nhá. Anh để lại tí em hết nhá. Rồi. Đã rồi. Em cảm ơn. Từ. Đấy. Hay quá. Đây chị Phương ơi. Làm luôn. Chị Phương ơi. Em tất cả mọi người cộng đây cộng lại. Em mời chị một ly ạ. Rồi. Của mình Nga chứ. Ôi, hết nhà, nhắc ở nhà nhá. Sức khỏe chị nha. Em tên là Mon ạ. Em xin lên 2000. Pokemon. Ơi, giờ em sao cho em đi. Rõ ràng là nãy giờ đòi yêu anh Tuấn Hưng pha ke mà bây giờ lại khổ thật ấy. Còn mới lấy cũ này. Đâu em đang đòi yêu anh Toàn. À, yêu anh Toàn, chết rồi. Em đang đòi yêu anh Toàn. Anh em chỉ là tình huynh đệ là chia cắt từ đây rồi. Em đang đòi yêu anh Toàn chứ em đâu có đòi yêu anh Tuấn Hưng đâu. Đâu có đòi yêu anh Hoàng bao giờ đâu anh nhá. Tuấn Hưng là của em Linh rồi. Đúng anh. Nãy giờ em đòi yêu anh mà anh chưa chịu. Mà yêu anh là hơi khó. Ừ. Đúng rồi. Đã trong năm anh vô vào đây. Việc khó quá thì để em lo. Cái miếng của mình nấu sao mà để nguội đi hút hết nước rồi. Nó khô hết nước rồi. Giờ mình ăn miếng không với gà luộc. Đúng rồi. Một cái. Thả cái bột canh vào. Rồi cái lọ bột canh lúc đầu đâu nhỉ? Thành ra cho nhà một chén miếng không. Không có nước, quốc luôn. Mình có lấy miền bài cái đuôi của mình nãy giờ cơ mà. Ngon ha. Ngon chị ạ. Không đây thả thôi. Lồng miếng thôi làm gì? Thế thì em hết hai cái đuôi đấy. Lấy nước để chan vào miếng. Cho một ít vào thôi, nó mặn quá. Nãy mấy món thức xé xé như vậy nè. Thịt nó chắc ngon lắm. Em xin. Ngon không? Ngon. Chị em mình là rửa tay hết rồi. Mấy món thích múc múc này múc đi. Chấm mút. Em xin ạ. Mình là thích cái phần này. Mời cả nhà nha. Cái phần vung vung nè. Có một phần béo. Em cắn được. Được không? Không. Cảm ơn em. Này đây. Không sao. Không, ăn cái này chan đi.
Ừ đúng rồi đó chị ngon thử. Thôi rồi. Thôi rồi. Em đang chậm chéo. À chậm chậm chéo. Nha. Chậm chéo pha ngon, qua tay đầu bếp cũng khác. Ủa ơi. Nãy giờ mà mang cứ nghĩ là ui thiếu ớt. Đây nó đây. Ngon. Đang chị mang em lấy nước rồi, nó ngập. Còn từ từ. Em cũng phải làm miếng nhỉ. Ừ. Đây lúc em muốn. Em xin. Dạ. Dạo này món ăn rất là giỏi nha. Tí ăn no đi xuống tâm xuống giảm cân tiếp. Món à, rồi giống như anh thôi. Ừ. Mà, anh chúc em sớm thành. Ba cái tỏi rồi. Là hậu trường nha. Một, hai, khỏi giấu, đây nữa. À, chị à, tội luôn. À, vô cái nè, anh em ơi. Ơi. Một, hai, ba, vô. Hai, ba, vô. Hai, ba, bốn. Uống hết nha. Lại đây. Đùa chứ. Chị ơi, cái em mà uống hết là em ứ, em lăn hết đấy chị. Em 50 đây. Vân vét là mà uống 20 thôi. À, ngon thật. Mắt lắm. Bên đây là xuống là giờ nắng lên rồi. Sao này là quá bữa rồi. Đói đúng không? Không đợi lên ở chỗ này bóng cây râm râm mình xuống tắm. Đây. Kia râm nhất đấy. Ăn uống chán chê xong đưa em Linh với em Măn về Vị Thuyên cho anh nhá. Ừ. Đúng, còn đúng anh em mình là ngày mai phải 5 giờ sáng quay à? Em cũng từ tối đây ạ. À? Vâng ạ, em ở nhà bạn ấy luôn. Ở nhà bạn từ dạ. Tối thì. Thế còn dạ. Ở thế cái đêm Nga, đêm Nga là ở anh, đây thì. Em về cà phê. Đêm anh mong mong sáng sáu. Ok, anh nhớ nhá. Ăn dằm của người vùng cao. Nhà em nghèo. Không? Đừng nói cái đó, đừng cái dùng từ nghèo dâu. Em sợ mọi người. Trời ơi. Em nhà bạn ấy 3 tầng anh ạ, vừa mới xây xong. Cái vấn đề là tình cảm mới là quan trọng. Đúng rồi. Chứ còn cái nhà thì cũng chỉ là ở thôi. Đúng rồi. Đúng rồi, nó chỉ là che mưa che nắng thôi. Hay quá nơi. Xe để đi thôi. Ăn nhiều chứ ở bao nhiêu. Thì mai xuống em chăm tắm. Ok luôn. Không phải em đã mời rồi thì bọn anh làm sao vắng được. Đấy. Thật đấy. Thôi ăn rồi. Đây đây đây, thật đấy. Mà mai vào rồi còn muốn vào nhiều nữa. Nè cái vỏ dưa heo này em thích nè. Nha giòn rụm luôn. Đố anh. Từ chị ơi. Giòn ngon. Ui. Sự ngon. Tới giờ nay cứ giao da heo của bên anh Toàn, tay còn đòn. Coi thật đấy. Ăn như thế này. Đấy, giúp em. Bạn ăn đi bạn. Anh. Rồi, mời anh Tuấn ăn này. Dạ, sức khỏe em nha. Hai vợ chồng tôi đang giảm cân. À, hai vợ chồng đang giảm cân. Có anh không? Trời ơi, bạn mình mới đến đây mới có tầm tiếng, có chồng luôn rồi các bạn ạ. Xét đánh ấy, em hiểu không? Món hiểu không? Xét đánh ấy. Dạ. Em. Nhưng mà xét ra đánh thì không quan trọng. Xét tôi này, đánh chưa xét luôn nhỉ? Mời lâu quá mấy ái này là hai chỉ. Dạ. Cứng à, chơi luôn. Uầy. Vậy bao giờ tớ lấy chồng, lỡ mà tớ có lấy chồng thì bạn đi mấy chỉ? Trả lại thôi. Ờ, đùa chứ. Nhưng mà lấy thì... lấy lúc vàng nhất. À, mình phải chọn em sau này em lấy chồng em phải chọn lúc nào mà vàng lên giá cao nhất, cao ngất ngưỡng thì mon sẽ đi lấy chồng. Ngọt quá. Na của nhà chị ở trên. Ngọt quá. Na này phun bán. Na mình bán bao tiền một cân ạ? 60 nghìn. Mình có ship đi tỉnh thành nào khác không chị? Có. Ui, số điện thoại ship của mình là bao nhiêu ạ? 0967596596. Na chất lượng quá cả nhà. Rất là ngọt luôn đó. Chị ha. Cực kỳ ngọt luôn. Ừ. Đây là Na Trai Lạng Sơn. Ừ. Chị ở người Lạng Sơn mà. Ừ. Chị người Lạng Sơn mà. Ngọt lắm chị ạ. Quá ngọt, quá ngọt. Lâu lắm em mới ăn cái quả này. Trong anh Nga gọi là quả mãng cầu. Mãng cầu mini. Ừ, mãng cầu mini. Biết không? Có một người dùng đi mọi người. Lên bia ơi, uống đi. Chủ nhật ạ. Chủ nhật. Chủ nhật, chủ nhật xin nghỉ. Ý là bảo lên bia, bạn ấy bảo là hôm nay chủ nhật, xin nghỉ một xíu. Mời
Mời chị hay mời cả anh chị? Em mời cả anh chị đi. Bạn mời anh đi, tớ mời chị. Đúng rồi. Bắt đầu hai. Đây vô chị Phương. Na ngon quá chị ạ. Cảm ơn chị nha. Hôm nay chị Phương cầm lên sách lên một túi na luôn. Rồi mời em nhá. Em chúc sức khỏe chị nhá. Anh rồi đúng không? Thế còn hôm nào tối mai này anh biết nhà em đúng không? Có mua mà. Anh nhìn cũng quen quen. Bạn gái em. Em đây chị giới thiệu đôi đúng không? Thì em mình sờ mới tay miếng đúng không? Rồi bạn gái em á. Rồi mới quen nhưng mà tặng là bạn gái. Không bạn gái. Đâu quen từ lâu rồi. Người yêu lâu rồi đúng không? Rồi. Tập cưới đến nơi rồi anh. Đúng rồi anh. Đang hỏi em là đi đi ăn cưới. Tập cưới đến nơi rồi. Con gì là phải dậy từ 4 giờ đấy. Thứ lương thịt đấy. Thật á? Rồi sáng. Ừ. Ở trong đấy là con gì dậy từ 4 giờ một phải lên ham tiết canh. Rồi cả nhà ơi, video hôm nay của Mon thì nó cũng khá là ngắn thôi và cũng khá là vui khi mình được đi được gọi là trải nghiệm picnic. Đấy, không được gọi là sinh tồn cho lắm. Gọi là trải nghiệm picnic ở đây thì cũng cảm ơn anh Toàn và cảm ơn mọi người rất là nhiều tại vì hôm nay cũng góp sức cho Mon để Mon có một cái video hay để gửi đến cả đại gia đình nhà mình. Đó, ví dụ như gà nướng hay các thứ gì đó là đều do anh Toàn anh set up hết. Đó, mà mình chỉ việc anh Toàn thì nói là em chỉ việc xách xách người em đi thôi. Đó, còn lại tất cả mọi thứ anh lo. Đó. Và đây là na của nhà chị Phương bán. Đó, các bạn nào mà có nhu cầu muốn ăn na dai Hà ăn na dai Lạng Sơn thì hãy liên hệ với chị Phương qua số điện thoại là 0967 596 596 để được ăn na nha cả nhà. Đó, chị Nga có gì muốn nói không ạ? Bây giờ thì mình nhập tiệc thôi. Hôm nay là mình nhập tiệc đây rồi. Dạ. Và chúc trên kênh của Mon Vlog luôn luôn là phát triển và ngày càng có những nội dung hay hơn gửi đến đại gia đình. Dạ, em cảm ơn chị. Yeah, vô tay vô tay. Ở nhà mình lên bia một cái nhở. Cả nhà mình ơi. 1, 2, 3 Go. 2, 3 Go. 2, 3 Uống thế nào? Hết thế nào? Hết sạch thế nào? Sạch sần sần. 2, 3 Go. 2, 3 Cất. Bye cả nhà.